sử dụng băng thông rộng di động 3G, 4G vào năm 2020 và đưa ngành viễn thông kịp thời phát triển công nghệ tiên tiến, nhiều chuyên gia đã nhận định năm 2016 là thời điểm chín muồi để triển khai mạng 4G ở Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung chính được đưa ra bàn luận tại Hội thảo quốc tế 4G LTE 2016. Sự phát triển của 4G LTE đóng một vai trò quan trọng trong kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công nghệ 4G LTE không chỉ mang tới người dùng dịch vụ mạng di động với tốc độ cao hơn nhiều lần so với công nghệ 3G, mà còn đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Theo nhận định từ Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2016 là thời điểm thích hợp cho Việt Nam triển khai thành công 4G LTE. Trong năm 2015 thì chúng ta tiến hành là đánh giá cái độ chín của cái việc triển khai 4G tại Việt Nam. Đấy, và trong năm 2016 thì chúng ta sẽ xem xét là chính thức cấp phép cho các doanh nghiệp thương mại hóa cái dịch vụ này. Với chủ đề phát triển tiềm năng 4G LTE hướng tới kỷ nguyên kết nối vạn vật, tại Hội thảo quốc tế 4G LTE 2016, nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng hiện nay mật độ băng rộng cố định sau 10 năm phát triển chỉ chiếm tỷ lệ 7-8% dân số và không thể đến từng hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, băng rộng di động sau 5 năm đã chiếm mật độ hơn 30%. Chính vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng băng rộng, nhất là mạng 4G trong thời gian tới. Trên nền tảng 4G LTE, một số nền tảng hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng 4G LTE với nhiều tiện ích ứng dụng trong đời sống trên nhiều lĩnh vực khác nhau như trong nông nghiệp, nhà thông minh, vận hành và giám sát trong nhà máy. Cùng với việc phát triển 4G LTE, những ứng dụng tiện ích này cùng với nền tảng IoT được dự báo sẽ là những công nghệ nổi bật trong tương lai. Điện thoại smartphone thế hệ mới thì đều đã có tích hợp 4G. Đó là những cái thiết bị mà mình có thể triển khai ngay những cái ứng dụng về IoT. Thì VNPT Technology nghiên cứu và đưa ra thị trường cái nền tảng IoT platform như các bạn thấy ở đây. Thì đây chính là cái nền tảng mà giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng được cái hạ tầng mạng đó và triển khai được đến cho người dùng cuối của mình. 4G ấy, đơn giản nó không chỉ là băng rộng di động đâu, nó là thay đổi cả hệ sinh thái Internet. Cái quan điểm của tôi là hệ sinh thái Internet thì cái tác động 4G, 3G ấy, sẽ tác động tất cả những cái nhà mạng đang cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam. Nhận thấy sự cần thiết của mạng di động 4G, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã sớm cho phép các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam thử nghiệm công nghệ mạng di động thế hệ mới này. Hiện tại, ba doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông Mobifone đang trong quá trình đánh giá kết quả thử nghiệm và hoàn tất thủ tục xin cấp phép chính thức triển khai thương mại hệ thống thông tin di động 4G dựa trên công nghệ LTE tại băng tần 1.800 MHz. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến